Alo, chào toàn thể anh em quay trở lại với video của mình nhá. Hôm nay thì mình tiếp tục vừa chiến đấu vừa review cho anh em cái công thức bắt cầu tài xỉu. Đối với công thức bắt cầu tài xỉu á, nó có rất là nhiều cái công thức. Quan trọng là khi anh em chơi á, là anh em phải nắm được là mình đang gặp cái dạng cầu nó đi như thế nào. Hoặc bạn để mình còn áp dụng cách chơi. Ví dụ ở đây nhá, cầu này thì hiện tại mình đang gặp cái cầu nghịch nhá, thì mình sẽ bắt cầu nghịch luôn. Ok. Đó, phải biết phân biệt được cầu đâu là cầu thuận, đâu là cầu nghịch anh em ạ. Tay này mình sẽ làm 10 củ luôn cho anh em xem này. Và một cái điều quan trọng nữa là anh em cần phải có một cái cách đi tiền nó làm sao cho nó thật là nhẹ nhàng thôi, phù hợp với cái mức vốn. Không nên gọi là tham. Trường hợp mà anh em mà đã chơi, ví dụ như anh em chơi vài ngày đã có một cái mức lợi nhuận khủng rồi á, thì anh em có thể là lấy cái mỡ đó dán nó, phải không ạ? Anh em có thể tham được. Còn khi mà bỏ tiền túi hoặc là bỏ cái sức lao động của mình ra để mình chơi á, thì mình khuyên anh em là nên chơi nó nhẹ nhàng thôi, không nên tham, để tránh cái tình trạng là âm sâu anh em ạ. Khi mà đã âm sâu rồi á thì gỡ lại rất là khó đấy. Rồi, tay đầu tiên này, rồi hợp lý chưa, chuẩn chỉ luôn anh em, không còn gì để bàn cãi nữa phải không ạ? Đó, không có gì là khó cả. Tiếp tục nhá, cầu này bám tiếp cái cầu 11 này. Rồi, tay này làm 4 mét thôi. Cách đi tiền nó sẽ quan trọng hơn cách bắt cầu, nó quyết định phần thắng nhiều hơn. Mình lấy một cái ví dụ nhá, anh em mà khi gặp cái cầu đẹp thì mình không nói, nhưng khi gặp cầu xấu á, có thể là anh em sẽ bị thua thông khoảng 3 4 tay đến 5 tay là chuyện bình thường. Nếu như anh em mà đi tiền mà không chuẩn á, chỉ cần thua thông vài tay thôi là anh em sẽ hết sạch vốn ngay. Đó, còn anh em khi mà đã chia nhỏ vốn ra chơi ấy, thì giả sử thua 4 5 tay phải không ạ? Anh em vẫn còn vốn để gỡ lại. Đó, thì anh em vẫn có cơ hội chiến thắng. Chơi theo kiểu là ăn chắc mặc bền anh em ạ. Đa số là thua là do cái lòng tham. Tham thì game nào cũng vậy, chết hết. Rồi ok nhá. Tại này xem nào. Ồ, tài ngay, rồi cầu 11 đang đi đẹp anh em ạ. Hôm nay làm khoảng hai lãi khoảng 20 là nghỉ nhá. Vậy thôi, lãi 20 là nghỉ đẹp luôn đấy. Rồi tiếp tục chiến tiếp. Làm tí xỉu 3 củ này. Đó, cách đi tiền của mình thì mình sẽ bắt giảm dần anh em ạ, giảm dần xuống không có tăng lên nhá. Trừ trường hợp thua mình sẽ tăng lên, còn nếu như mà thắng là mình giảm dần. Không nên tăng anh em ạ, tăng nó bẻ bất ngờ phát là gãy ngay. Rồi ok. Ô, vẫn cầu 11 anh em ạ. Vẫn cầu 11 này. Ok nhá, tiếp tục chiến cầu 11 đi. Tiếp tục sẽ làm 3 củ nữa này. Đó, này sẽ đều 3 củ này. Đều 3 củ nhá. Rồi, tiếp tục chờ kết quả. Cầu này thì tạm thời cứ như vậy đã anh em. Cứ bám theo, bao giờ là gãy thì thôi, không không bẻ nhá. Quyết định là bám theo này, không bẻ cầu. Rồi lại húp tiếp anh em ạ. Rồi tiếp tục chiến cầu 11, bao giờ gãy cái cầu này thì thôi, làm 3 củ nữa nhá. Đó, vừa vào phát là
Dự đoán cầu chuẩn luôn anh em. Rồi, cũng chờ kết quả thôi. Tiếp tục xem cái cầu 11 nó đi đến đâu. Ô, vẫn ăn anh em ạ. Vẫn ăn bình thường nhá. Quá là đơn giản. Quá là đơn giản anh em ạ. Rồi, bây giờ thế này. Vẫn cứ phải chiến tiếp một tay nữa. Tay này mà ăn là sẽ nghỉ luôn anh em ạ. Nếu mà ăn đấy, còn nếu mà thua thì chiến tiếp. Ok chưa? Để xem liệu cái câu 11 này còn đi nữa hay không nhá. Để xem nó còn đi nữa hay không đây. Rồi, anh em hãy cùng chờ kết quả. Cùng chờ kết quả sau giây lát nào. Đủ mẹ nó đèn thế nhở. Nặn 54 lên 1 anh em ạ, à, cay nhờ, 54 lên 1. Thế là mới khoai chứ lại. Thế là mới khoai. Thôi được rồi. Cầu này vẫn bắt chặn tiếp đi. Thôi làm 3 củ nữa anh em, không tham nữa. Để xem thế nào nhá. Tại này mà hút flat là nghỉ luôn anh em ạ. Thua thì mình sẽ chiến tiếp một tay nữa, nhưng mà nếu mà thắng là mình sẽ nghỉ luôn đấy. Không tham nữa rồi anh em, tham nữa là toang ngay. Định tham thêm vài củ nữa anh em ạ, nhưng mà nhiều khi gặp cái cầu xấu có thể thua thông vài tay là chuyện bình thường. Tránh tình trạng là mất cả chì lẫn chài. Mà tay này xịt có thể nghỉ luôn được đấy, xịt nghỉ luôn nhá, không chơi nữa, quyết định rồi. Ăn chắc mặc bền nào. Thôi được rồi, nghỉ anh em ạ, không chơi nữa. Nói thì bảo nghỉ nhưng mà thực sự là vẫn còn cay cú. Nói thật với anh em vẫn cay. Cay còn hơn cả ăn ớt luôn. Thôi được rồi, cay thì cay nhưng mà tay này vào nhẹ nhàng thôi. Làm chục củ thôi anh em. Cay đến mấy thì cũng phải bình tĩnh lại anh em ạ. Chơi không nên gọi là vội vàng hốt hoảng. Riêng mà vội vàng là dễ toang lắm đấy. Kể cả nếu có thua tay này thì mình cũng cũng chưa âm mà, nên là tham được. Rồi, để xem nào nhá. Xem liệu có thành công được hay không đây. Liệu có thành công được hay không? Rồi, chuẩn bài rồi. Quá thành công. Cuối cùng vẫn lại 25 m. Nghỉ thôi anh em. Anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.